Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì tiếp tục một ngày nữa mình đến công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng. Thì ở đây thì lúc nào mình cũng quay cái bảng quảng cáo của công ty. Thì qua đây thì anh em nào có nhu cầu đóng hoặc sửa chữa thì có thể liên hệ số điện thoại trên đó ha. Một số điện thoại rất là quen thuộc của những anh em đóng xà lan mini ở đây là 0917 555 436. Bây giờ thì hôm nay ở đây có một chiếc xà lan 200 tấn chuẩn bị hạ thủy, thì mình sẽ quay cái mẫu xà lan 200 tấn thì cho mọi người xem ha. Thì ở trong đây có rất là nhiều xà lan đang chuẩn bị đóng mới hạ thủy nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mời tất cả các bạn vô để xem chiếc xà lan 200 tấn này nó có gì đặc biệt ha. Đây trên hình nhỏ các bạn mấy em thì ở bên Trấn Hưng thì đóng rất là nhiều xà lan ha. Đây là chiếc 200 nữa này, rồi đằng này nữa rất là nhiều. Nhưng mà cái chiếc hôm nay là chiếc này có một cái màu xanh dương rất là đẹp. Mình sẽ nói sơ qua của chiếc xà lan này cho mọi người hiểu qua ha. Chiếc này có chiều ngang là 6m, chiều dài là 28m, chiều cao là 1m9, có gắn một động cơ Mitsubishi S6B, chạy hộp số là 3,5 tua. Dung dịch thì 1m2, 4 cánh. Giờ thì mình sẽ đi một vòng từ trước ra phía sau cho mọi người xem ha. Thì đây là chiếc xà lan trọng tải 200 tấn ha. Thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi các bạn, sẽ chuẩn bị hạ thủy. Ở đây thì bên anh Hậu đóng xà lan này rất là nhanh. Chiếc này đóng chỉ có 1 tháng 20 ngày thôi. Tháng 15 ngày xin lỗi. Ton vẫn là 8 ly. Nước sơn vẫn y như cũ, hai thành phần. Bây giờ mình sẽ đi ở phía sau cho mọi người xem này. Đây là dung dịch 4 cánh. 1m2, chạy máy Mitsubishi S6B. Đây hôm nay thì hổm gài thì ảnh đóng thường là chạy 3 cánh thôi. Khách hàng ở bên cờ đỏ đóng ha. Đây cái giò gà lơ ký lúc nào cũng chắc chắn, nhìn nó rất là cứng ha. Đây 4 cánh này, chút nữa sẽ test thử tốc độ cho mọi người xem ha. Bây giờ thì tiếp theo mình sẽ đi lên trên cho mọi người xem cái cục máy bên trong. Mà không biết sao lên nè, vé bay lên trời. Đây hôm nay thì mỗi khi thì xà lan xưa là màu xanh kia không, mà hôm nay thì có một điều khá là đặc biệt và bắt mắt là cái màu xanh xanh dương, không phải xanh dương, xanh hơi đen hơi ha, hơi đậm các bạn, xanh đậm đúng rồi. Đây là cái mục VR viết tắt là vừa rồi ha, đó là thông tin chính xác chứ không phải là mình nói dựa trên một cái từ ngữ gì đó. Đó là cái mức tải là như vậy, vừa rồi đó các bạn, là chỉ chạy tải tới đó thôi, tải hơn nữa thì nó hơi nguy hiểm xíu. Xào lên để bên kia mấy anh kia đóng ầm ầm. Chút nữa thì ở đây thì cũng như các bạn đã xem rất là nhiều video của mình, thì chỉ cần căng phao lên là lấy cái đầu lông lao chặt cái cọng dây một phát màu là đứt liền các bạn. Ủa sao giờ lên giờ? Bên kia, cầu thang bên kia hả? Đây bây giờ mình sẽ đi lên trên cho mọi người xem này. Đây bên này có cái cầu thang. Cầu thang được, ây da, cầu thang này đi dễ lắm nè, dễ té lắm nè. Đây, bên trên là hầm hàng. Và chiếc này 200 tấn, nhìn coi bộ cũng rất là gọn nha các bạn. Đó, thấy chưa? Thì lên đây luôn. Mình sẽ quay sơ một vòng để chút xíu nữa hạ thủy rồi mình không có quay được. Wow, mấy anh đóng ầm ầm quá dữ rồi. Không biết quay nó có tiếng ồn, các bạn thông cảm nha. Bên trong hầm máy đây các bạn, động cơ Mitsubishi S6B2 hả? Bao nhiêu anh? 420 ngựa hả? Này là máy thủy luôn phải không anh? Máy thủy ha, hộp số là 3 tua rưỡi đúng không? 3 tua rưỡi. Còn phía bên dưới là anh thợ máy người châu Phi. Hồ hôm nay anh trắng rồi nè. Đó, anh nhìn em cái ơi. Hả? Sao? Không có nghe cái gì cho ngậm yếu thuốc là nhai cục kẹo gì sao nghe. Cái máy này thấy gọn quá ta. Ở cao nó ngang đầu mình đó. Rồi đi anh. Đây bên này là chị chủ tàu. Cũng là phía sau xà lan lái bằng ben thủy lực ha. Còn này là kim chỉ lái này. Đó, tuy là xà lan nhỏ nhưng mà cái hệ thống lái rất là tuyệt vời nha các bạn. Đây là cái ghế mà thường ngồi ngoài công viên nè. Không, còn cabin. Cabin được làm mát qua một lớp cách nhiệt.
rất là thấp nhưng mà rất là mát. Đó thì đồ cái chiếc này cái lan can đồ thấy rộng quá ta. Còn đây vẫn là cái bảng của công ty đóng tàu Nguyễn Trấn Hưng. Có địa chỉ là khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0917555436. Thì cũng như cái lúc đầu video mình đã cũng có quay một đoạn. Đấy, mẫu mã đồ ngon lành ha. Ở bên đây thì anh đóng cái tiến độ được cái rất là nhanh nha các bạn. Một chiếc 200 tấn thế này mà chỉ còn tháng mấy thôi, thật không thể nào tin nổi. Không tin thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại lên đó, coi coi mình nói có đúng không ha. Đây bông hoa đồ xong xuôi hết trơn rồi, chỉ còn đợi nước lớn đầy mà bắt đầu đẩy thôi. Bây giờ anh có thể nói, cô bình thôi. Thì mình sẽ cho các bạn xem một điều khá là ấn tượng và bất ngờ. Bao nhiêu ngày không xuất hiện thì chị ấy đã xuất hiện ở đây, em Nhung của chúng ta. Vẫn là cô gái em của chủ xưởng rất là xinh đẹp. Cô gái đến từ Cần Thơ vẫn đẹp như ngày nào ha. Wow, rất là dễ thương các bạn. Đây có một số người hâm mộ cô gái này nha. Thì hôm nay thì cô gái cũng rất là lâu rồi cho nên mới tới đây để test thử một vòng trên chiếc xà lan. Đây xíu đây thì chị Nhung của chúng ta sẽ test thử một vòng trên chiếc xà lan ha. Đúng là một người con gái Cần Thơ khá là bụi. Lâu ngày không gặp chị ấy mặc cái quần gách cho tới trên đó luôn ha. Đó là mình nói cho vui thôi nha các bạn. Đó thì các bạn đã xem mình quay ở chỗ này thì đây là cô gái em của chị chủ xưởng ha. Thì cũng thỉnh thoảng cô ấy mới lên đây chơi một lần cho nên mình quay đến cho mọi người xem. Thì nãy giờ thì mình đã quay một vòng sơ qua chiếc xà lan này, thì bây giờ chỉ còn đợi cái lúc hạ thủy thì là xong. Rồi tiếp theo sau đó là test thử tốc độ, các bạn hãy nhớ đón xem phần video tiếp theo. Thì có lẽ là có lẽ là tại vì lâu ngày quá mình không có gặp chị ấy cho nên thì hôm nay mình quay hình. Bây giờ thì chị ấy sẽ lên trên chiếc xà lan để xem một vòng các bạn. Rồi, dễ thương ghê ha. Tóc dài nè, cầm dây nè, nước da lại trắng, lỗ mũi lại cao nè, thì nói chung là rất là đẹp. Đây bây giờ sẽ giống review chị Nhung quá chứ không phải review xà lan đó ta. Các bạn xem có chỗ nào thiếu sót thì cảm cho mình nha. Thì bây giờ thì chị ấy sẽ đi lên trên này ha. Làm sao mà từ trên đó rơi xuống đi. Đó các bạn thấy dễ thương ghê chưa. Kiểu giống như là chị ấy bây giờ có một cái fan hâm mộ rồi các bạn. Còn đây là những mẫu lái xà lan đó các bạn. Cũng hình như là khoảng mất từ khoảng 6 tháng rồi mình mới thấy lại cái bóng dáng của một người con gái đến từ Cần Thơ. Để các bạn thấy chưa, đúng là một người con gái dùng sông nước thì có thể đi rất là dịu dàng và thướt tha. Nhưng mà cái là mặc cái quần thì đúng với một phong cách bụi bụi rất là ngầu.
Đó các bạn thấy không? Khi lên xà lan rồi thì khi mà nhìn cái góc chiều ngang á, cái lỗ mũi của ấy rất là cao các bạn. Ồ, hình như nãy giờ là mình hơi review nhung hơi nhiều hơn review xà lan ha. Được cái là chị ấy cũng rất là tự tin và tự nhiên ha. Chị Nhung ơi, hồi nữa chị có chạy thử không? Chạy luôn đi, chạy luôn đi, lâu ngày rồi không chạy ha. Anh Vũ cho. Sao anh Vũ? Phải vô bến đường luôn cho chạy. Anh Vũ hỗ trợ cho chị ấy chạy nghe anh Vũ. Nhưng mà đặt bến thì không có lái. Anh Vũ cái giò anh cũng quá. Anh lái hả? Lái được thì chung dân tay ngay lái được. Nhưng mà em lái được. Nếu cuốn ra đừng có quay. Dưới rồi cái đầu à. Anh lên chạy chứ. Để giờ cuốn này chưa, giờ cuốn này quay tôi lấy ra mũi nước mình lái. Nóc bể bên này nè. Bể bên liền đó. Wow, đúng là cái phong lề này rất là đẹp các bạn. Để đi chờ nào xuống nước mà chạy em luôn á. Không quá, lội xong kéo vô chứ gì đó. Đi rồi hả? Lội mấy mới, tôi thử lội xong rồi, lội xong rồi. Mà không lẽ sao không lấy lội. Lội thì không lội, không ai đâu lội. Không có lội trời. Kể giờ thì chị Nhung lên. Vậy thì chị ấy đang chuẩn bị thao tác. Anh chỉ huy nha em nha. Nhung tính kìa. Cứ lên ngồi lại lái cho chị em bút chạy nha. Cứ lên ngồi chị chạy. Đấy, em ấy đã vào chị chuẩn bị thao tác cũng rất là lâu rồi cho nên là không có ngồi trên đó. Dễ thương ghê chưa? Rất là bụi nha các bạn. Wow. Cảm ơn anh không đấy, đây cảm ơn. Chỉ muốn ngắm một cô ấy thôi. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ ra phía sau để cho mọi người xem là chiếc xà lan sẽ chuẩn bị xuống đây ha. Bị phức cái góc rồi. Anh cho em qua đó đi. Pha vô nha. Anh này đang canh ghe. Trên để xuống mà xuống để đâu. Đây anh này thì anh đang canh đò. Ơ quên canh tàu. Không, rồi xuống đi. Xuống đi. Chuẩn bị xuống nha các bạn. Đó, bắt đầu. Thì cái phao đứt cái là bắt đầu sẽ chạy xuống nha. Chị Nhung của chúng ta đã muốn thử một cảm giác mạnh ở trên xà lan rồi các bạn. Đây. Bắt đầu thì các bạn hãy cùng xem. Hơi căng thẳng nha, kiểu giống như đá menti gì các bạn. Đây chị Nhung phía trước đây. Rồi. Quá xa các bạn. Bị chối hả? Đây mấy anh đang canh anh. Canh ghe. Quá trời phía sau này là ghe cổ rồi cho nên phải canh ha. Rồi ok. Giờ xuống nha. Đó, bây giờ phao lăn phía trước cái đồ long đao đã chuẩn bị rồi đó. Chặt phát một là rơi liền. Đó, các bạn thấy nhích chưa? Cái gì nữa rồi? Rồi bây giờ thì giặt cản ở phía sau là chiếc ghe này. Đây trở lại với chiếc xà lan rất là khó nha, phải tranh cho được cái an toàn mới có thể xuống được nha các bạn, chứ không phải là xuống là được đâu. Rồi bây giờ thì xì rồi đó. Quá trời, chị Nhung của chúng ta ở phía trước líu lo các bạn. Rồi xuống. Đó, thằng này xuống thiệt đó, phức cái cây dừa cho nên không thấy các bạn ha. Đây, các bạn cùng xem nha, bắt đầu. Wow.
xuống. Wow. Wow. Chị Nhung của chúng ta đây các bạn. Wow. Rất là đẹp tuyệt vời các bạn. Wow, bây giờ thì phải nói là tuyệt vời. Và video này thì xin chúc chủ xà lan cũng như là chủ xưởng thật nhiều thành công trong công việc và cuộc sống ha. Đây chị ấy trên đó. Bây giờ thì các bạn hãy nhớ đón xem phần tiếp theo là mình sẽ test thử trên chiếc xà lan đó nha. 200 tấn. Đây các bạn hãy nhớ đón xem phần sau nha. Đây. Đây là cái một cái mẫu mới của bên Trấn Hưng nha các bạn. Chắc chưa.